Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 143 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Và Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu thần đại lục tập 143 Lúc bây giờ Lý Giật hiện tại có tâm tư lớn nhất Đó là làm thế nào từ tập Lý Lộ Tư đạt được đấu thần khế ước Dựa theo khế ước Nếu như đấu thần điện Tứ Đại Ma Tông không cách nào giữ được dường thị hậu nhân an toàn Như vậy khế ước tức thời có hiệu lực Đầu khi phòng ấn cũng được dương thị hậu nhân kế thừa Mà tình huống bây giờ có chút vi diệu Thế giới linh hồn của dương cao đã bị tần sinh linh hồn cướp lấy sau đó mới vi phạm thế ước. nếu như đơn giản mà nói, dương cao kia vi phạm thế ước hiển nhiên là không đúng. ngược lại, có thể nói đấu thần điện không có bảo vệ tốt hậu nhân của dương ma thiên. đấu thần thế ước là do linh hồn trì lực song phương lập ước mà làm bảo. một khi lập ra liền không cách nào sửa đổi. nhưng trước mắt không thể tính dương ma thiên vi phạm hoặc là đấu thần điện vi phạm. vấn đề này lý giật không rõ ràng lắm. nhưng chỉ sợ long tộc tộc trưởng đấu thần điện tổng tiền chủ cũng nói không rõ ràng. Bởi vì lúc ký kết khế ước, ngoài trừ Dương Ma Thiên, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết có một ngày quỷ dị như vậy. Hơn nữa, đấu thần khế ước trải qua vạn năm, khế ước đình hồn chỉ lực cùng với đấu khí phong ấn đến trạng thái như thế nào cũng không cách nào nói rõ được. Nhưng bất luận là như thế nào, đi giật tâm quyết muốn bắt thực hiện đấu thần khế ước thì vô luận đàn đó có hiệu lực hay không cũng phải bắt. Lý giật bắt đầu tiếp cận tạp lý lộ tư, nhìn như không đếm xỉa tới tiệp lý lộ tư, nhưng mọi người cũng không rõ ý đồ của lý giật. Đối với lý giật đột nhiên thần cận, mới đầu còn có chút thủ sùng nhờ kinh. Dù sao, thái độ lý giật trước đó căn bản là hờ hững, nhưng rất nhanh, tạp lý lộ tư cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Tạp lý lộ tư tướng mạo xấu xí bị ổi, nhưng cũng không ảnh hưởng sự kéo léo của hắn. Nếu không có, cũng đủ thủ đoạn hắn sao có thể đánh cắp thánh khí trong tay đấu thần điện cảm thấy được lý giật dường như không đếm xỉa đến mình kỳ thực là có ý thức tiếp cận chính mình cho nên thừa dịp không có người khác ở đây tạp lý độ tư mới hỏi lão đại người rút cuộc có chuyện gì muốn nói cùng ta sao lý giật nghi nghĩ rồi nói tạp lý độ tư ta có một bí mật muốn nói cho người biết bí mật này đối với quan hệ của chúng ta rất quan trọng người có muốn biết hay không nếu là bí mật lão đại Ngươi không cần phải nói cho ta biết. Sống lâu như vậy, có một nguyên tắc ta cũng biết. Biết đến bí mật càng nhiều thì chết càng nhanh càng thảm hơn. Bí mật này người nên biết rõ đấy. Lý giật không nghĩ tới tạp đi lộ tư cẩn thận mà giả hoạt như vậy. Đang phải chủ động nói ra. Bí mật này có lẽ đối với ngươi cũng không phải là bí mật người nên biết. Ta từ lòng đảo cứu mẹ của ta ra chính là thanh nữ thiền mà Tông. Thiền mà thanh nữ là ai? Người chắc cũng tình tưởng chính là huyết thống thuần chính nhất của Dương Thị Hậu Nhân. Không sai, ta xác thực biết rõ, Tạc Mã Lý cùng vô tình tiểu thư cũng biết. Biết rõ là tốt rồi. Lý giận đột nhiên trở nên có chút thần bí. Là Dương Thị Hậu Nhân, ta cảm thấy cùng ngươi có một loại cảm giác thần cận. Loại cảm giác này nó như thế nào đây? Thật là tốt. Hơn nữa, ta còn nhớ trong địa đạo lòng đạo, người đối với di hài của Dương Thị Hậu Nhân từ hồ có chút quan tâm. Tạm lý lộ tư cuối cùng bình bạch, Điều Lý Giật muốn nói cho hắn biết rõ là muốn hắn nói bí mật của mình, nói cho Lý Giật. Sau mặt thay đổi mấy lần, tạp lý đội tư hồi đáp. Lão đại, người đoán đúng rồi, ta xác thực cũng là dương thị hậu nhân. Năm đó trộm đấu thần điện thánh khí, xác thực là muốn đi lòng đảo. Là như vậy sao? Trộm thánh khí cũng không phải là một mình ta, nhưng ở đấu thần điện bị đuổi giết, tổng nhân của ta ngoại trừ một số nhỏ chạy thoát, nhưng người khác vẫn lạc, chỉ có ta bị hủy dung mạo cùng thần thể mới miễn cưỡng bảo trụ được tính mệnh trốn ở đóng bằng thế giới đi giật mới hỏi tiếp ngươi lần trốn ở đóng bằng thế giới chờ cái gì ta chờ tạc mã lý tạp lý đầu tư hồi đáp tạc mã lý trước khi hắn trở thành hải tặc chính là bằng hữu của ta hắn sở dĩ thành hải tặc mục đích chủ yếu chính là tổ kiến một đội tàu đương nhiên mục tiêu của hắn là thần chi lĩnh vực mà mục tiêu của ta là long đảo chính là như vậy đấy Tờ hồ còn có điểm giấu diếm chăng? Linh giật thản nhiên nói, giống như cười mà không phải cười, nhìn tạp lý độ tư, Tờ hồ muốn xem thấu vậy. Đương nhiên, người biết rõ chỗ ta ẩn thân cũng không phải chỉ có một mình tác mã lý. Dương thị tộc nhân ở đấu thần đại lục, có không ít tiền lạc. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn cứu dương cao ở lòng đảo ra. Kế hoạch này áp dụng mấy ngàn năm, nhưng một mực không có thực hiện được. Nguyên nhân, lão đại người cũng biết, không ai có thể đột phá phòng cự quân tù thiên ngục được. Tạp lý lộ tư còn không có đem chuyện tình về đấu thần khế ước nói ra, nhưng mục đích của Lý Giật đã đạt được. Xem ra tạp lý lộ tư cũng không muốn cho Lý Giật biết đấu thần khế ước ở tại trên người của hắn. Như vậy Lý Giật cũng chỉ có thể giả bộ, làm như là không biết. Về phần tiên ma thanh nữ, biết rõ khế ước giấu ở trên người tạp lý lộ tư. Lý Giật dự đoán nhất định là tiên ma thanh nữ trong lúc du lịch đấu thần đại lục, bởi vì thân phận của mình đã từng ở lại trong tổ chức của dương thị hậu nhân tập lý lộ tư nhất định biết thiên ma thánh nữ, nhưng thiên ma thánh nữ cũng không nhất định biết dùng bảo của tạp lý lộ tư. Điểm mấu chốt đã xác minh, xem ra tạp lý lộ tư quả quyết không chủ động giao ký ức cho mình, càng làm lý giật quyết tâm hơn. Đảo mắt lại qua một ngày, lý giận sau khi tu luyện thiên ma đấu khí cùng long chi cấm chú, thì sắc trời đã tối đen. Trên mặt biển, sóng biển mãnh liệt, bầu trời bao phủ một mảng mây đen lớn, thời tiết tựa hồ nổi bão tố. Loại thời tiết này tự nhiên là ngủ ở trong khoang thuyền tốt hơn. Về phần buồm thuyền, còn tác mạ lý cùng anh Vũ Tỉnh thao túng cũng không cần lý giật quan tâm nhiều. Bản thân của hắn dường như đang đi đúng với kế hoạch của mình. Ngủ cho đến đêm khuya, đột nhân chợt nghe đến oanh một tiếng. Sau đó thân tàu chấn động, làm cho lý giật tỉnh lại. Mới đầu lý giật cho rằng lại là đụng phải gió lớn. Tình huống như vậy cũng gặp phải qua mấy lần. Cùng lần này hoàn toàn không giống. Đoạn chấn động này là thuyền buồm đụng phải cái gì đó. Lý Giật mặc thêm áo khoác, sau đó đi ra bong thuyền. Tình huống trước mắt làm cho Lý Giật hơi kinh hãi. Lúc này trên mặt biển, chẳng biết lúc nào trời đã đổ mưa, mà cột buồm hơi nghiêng đi một bên, xuất hiện một chiến thuyền chạy đến. Lúc này, cách lòng đảo vẹn vẹn mấy ngày hành trình, có thể đi xa đến đấu thần đại đục là rất xa xôi. Tuyệt đối không phải thương thuyền bình thường. Lý Giật âm thầm cảnh giác, ánh mắt sắc bén gắt cao đánh giá chiếc chiến thuyền đối diện. Không biết lái thuyền à? Tăng Mã Lý đang ngồi ở mép thuyền bên cạnh chui ẩm lên. Các người mù mắt à? Không biết né tránh sao? Trên thuyền đối phương cũng không có người đáp lại. Không lâu sau, ba cái bóng người lăng không bay đến. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trước mắt Tăng Mã Lý. Nhìn thấy ba người này, Liên giật không khỏi cảm thán. Điều không muốn cuối cùng đã đến rồi. Trong ba người này, một người cầm đầu là đấu thần điện tự y điện sĩ, còn hai người là hồng y tư thế. Hai tên đấu hoàng hồng y tư thế, Liên giật căn bản không có để vào trong mắt phiền toái chính là vị tự y điện sĩ này cùng an đức lược giống nhau tự y điện sĩ cũng là đấu thánh cường giả đấu thánh cường giả liên dẫn đã lĩnh giáo qua uy lực đấu ký pháp tắc một khi bị đấu thánh cường giả vây hãm vào trong đấu ký pháp tắc của hắn thì lý giật biết rõ thực lực của mình bây giờ nhất định chỉ có đường chết còn trên chiếc thuyền đối diện không biết đấu thần điện tổng điện chủ có ở bên trong đó hay không nhìn thấy từ y điện sĩ giá lâm tạc mãn lý nhất thời cũng có chút run sợ ấp úng nói không nên đời. Chỉ tới từ y điện sĩ mặt không biểu tình mà nói. Không sai, chúng ta chủ tâm đụng phải các người đấy. Cẩn thận đánh ra đám người trên thuyền một phen. Lúc này, hắn mới lạnh lùng hỏi. Thuyền trưởng của các người đâu? Mời ra đây nói chuyện. Thuyền trưởng ư? Ta chính là thuyền trưởng. Có chuyện gì cứ nói với ta. Ta còn muốn hỏi các người. Các người là ai? Tự dưng đụng phải thuyền của ta làm gì? Thế tử y điện sĩ cũng không nhận ra mình. Tạc Mã Lý trả lời người chính là thuyền trưởng sao? Như vậy mong người nói cho ta biết, các người làm sao xuất hiện ở nơi này? Ta có nghĩa vụ nói cho các người biết sao? Chúng ta giống như không có quan hệ gì. Hơn nữa, các người cố ý đụng thuyền của chúng ta, thật sự là buồn cười. Hai tên đấu hoàng có thể khi dễ người khác như vậy sao? Đối mặt với tác mã lý dòng dài, từ y điện sĩ bỗng nhiên kích phát một đạo đấu khí quang hòa, sau đó hướng tác mã lý lộ ra thân phận ngọc bài của mình. Tại đấu thần đại lục, nhận biết thân phận ngọc bài đấu thần điện là kiến thức cơ bản bởi vì không biết loại thân phận ngọc bài này mà tùy tiện đắc tội với đấu thần điện sau đó hối hận cũng không kịp nhìn thấy từ y điện sĩ lộ ra thân phận của mình tạc mã lý cũng không nên cố ý dòng dài nữa cùng kính nói điện sĩ đại nhân với thân phận ngài tôn quý như vậy không đến mức cướp bóc mạo hiểm đoàn của chúng ta đấy chứ chúng ta chỉ là muốn đến lòng đảo để có cơ hội phát tài hơn nữa Đấu thần điện tựa hồ cũng không có cấm chúng ta làm như vậy, đúng không nào? Ta cần kiểm tra thuyền của các ngươi. Từ y điện sĩ nói ra. Tạc mã lý lập tức là hoảng lên. Kiểm tra ư, ừ, dựa vào cái gì, chúng ta cũng không có đắc tội với đấu thần điện mà. Tất cả thuyền viên gọi vào bong thuyền, ta hy vọng ngươi không cần phải đùa dẫn làm gì. Từ y điện sĩ căn bản không nhìn tạc mã lý rồi nói. Nhìn thấy từ y điện sĩ lên thuyền, để giật liền bí mật đi tới. Lúc này nghe được từ y điện sĩ muốn điều tra, trong lòng cũng trầm lại. Bí mật trên chiếc thuyền này nhiều lắm. Đầu tiên là những thuyền viên kia, chính là cường giả. Tùy từ y điện sĩ được thuộc về hạng người không có tiếng tăm gì, nhưng rất có đảm bảo hai tên hồng y tư tế kia không nhận ra. Cho dù những người này không có vấn đề, Lý Giật Hắn cùng với Thiên mà thánh nữ là mục tiêu điều tra của từ y điện sĩ, cũng không che giấu được thần phận. Lại còn Hoàng Kim Ấu Long, căn bản không cách nào giấu kín. Lý giận tâm điểm thay đổi thật nhanh, bởi vì sự đột nhiên phát sinh và căn bản không có đối sách. Lúc này, tứ y điện sĩ cùng hai ca hồng y tư tế từ đầu thuyền bắt đầu chậm rãi đi tới nơi đây. Nếu giấu không được, vậy cũng chỉ có thể điều mạng mà thôi. Tạc bạn Lý cùng ánh vũ tình cùng với những người kia bởi vì chúng hòa mỉ loạn công pháp mà thuần phục ánh vũ tình đối phó hai đấu hoàng hồng y tư tế chẳng không thành vấn đề. Thế nhưng mà, cùng bình thiên ma thánh nữ và long sủng tiền thủ cũng chưa hẳn không thể đối phó được với cục diện này thiên ma thánh nữ đã sớm bị đánh thức lúc này ở sau lưng lý giật tự hồ cảm ứng được lý giật đang nghĩ gì thiên ma thánh nữ hạ giọng nói giật nhi quyết định đồng thủ rồi sao nương à chỉ cần không bị đẩy vào đấu khí pháp tắc cũng nắm chắc phần thắng đấy lúc này trời mưa càng lúc càng lớn phòng bạo cào thét cùng những giọt mưa đánh vào người tạo ra một loại cảm giác lạnh buốt thấu xương từ y điện sĩ cùng hai vị hồng y tử tế, bởi vì có đấu khí mà tránh đi, mưa to cũng không thể xâm nhập thân thể bọn họ được. Nhìn thấy đấu khí hào quang không cường tới gần vị trí lý giật cùng thiên ma thanh tự ẩn thân, lý giật đã bắt đầu lặng yên, dục thấy đấu khí. Nếu muốn đánh, thì nhất định phải đánh cho tự y điện sĩ trở tay không kịp, tuyệt đối chủ động. Nếu không một khi rằng co, đối với lý giật mà nói, có thể tai họa gặp đầu. Ôm ý nghĩ như vậy, lý giật mặc kệ mưa to xâm nhập một mặt tận lực thủ liễm khí tức cường giả, một mặt đem đấu khí xúc thế đến cực hạn. Chỉ chờ từ y điển sĩ tiến vào phạm vi công kích tốt nhất, liền phát động tập kích. Sau lưng từ y điển sĩ, tạc mạng lý hiển nhiên đã đoán được lý giật có hành động gì rồi. Lúc này đấu khí chậm rãi hiển hiện trong bàn tay của hắn. Chỉ chờ lý giật phát động, liền nhau tới liều mạng. Sắp tiến tới vị trí lý giật dự định công kích, từ y điển sĩ lại đột nhiên dừng bước, chuyển hướng nhìn tạc mãn lý, cười nhạt nói. Thuyền trưởng các hạ, thuyền của người sát khí thật lớn nhỉ? Sát khí ngừng trọng sao? Dù che dấu thế nào, vẻ sát khí đằng đằng này thì với thực lực của tự y điện sĩ không cảm giác được sao? Sự tình như thế, tăng mạng lý cũng đã thông suốt, hà hà cười nói. Điện sĩ các hạ, người kiều ngạo đã chọc dân thuyền viên của ta. Chúng ta tại trong mắt điện sĩ các hạ, mặc dù ngay cả con kiến hồi cũng không bằng, nhưng cũng không phải nói là chúng ta sợ đấu thần điện đâu. Được, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói như vậy đối với đấu thần điện. Xem ra, người là chỉ bảo hiểm đoàn đội không đơn giản rồi. Cho nên, bản điện càng cần điều tra một phen. Tự y điện sĩ ngữ khí khỉnh biệt, mà hắn cũng có lý do khỉnh biệt. Thực được đấu thánh cường giả cũng không phải một con thuyền nho nhỏ là có thể chống đỡ được. Tự y điện sĩ nói xong, tiếp tục xoay người lại, từng bước một đi về phía trước. Nhưng lý giật rõ ràng, đánh lén đã không có ý nghĩa dĩ nhiên có thể đề phòng tự y điện sĩ hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị tiếng bước chân của tự y điện sĩ trầm ổn vang lên nhưng rõ ràng làm cho người ta rung động lắc lư bỗng nhiên một đạo huyết hồng sắc đấu khí vạch phá màn đêm cùng đan vào trong màn mưa giống như một đạo thiểm điện đánh về phía tự y điện sĩ từng đạo huyết hồng sắc đấu khí này một đạo đấu khí cường hãn cũng không mà công kích đánh tới hai cỗ đấu khí năng lượng cường hãn đan vào nhau uy thế to lớn làm hai hồng y tử tế không khỏi liên tục bạo lùi lại Tự y điện sĩ cũng biến sắc mặt tay quyết bài động bố kết ra một đạo không gian giam cầm đầu khí oanh kích tại phía trên không gian giam cầm lập tức nổ ra đấu khí quang hoa mà quang hoa cũng không tiêu tán liên tiếp oanh kích tới không để cho tự y điện sĩ có bất kỳ cơ hội đánh trả nào lấy giật cùng thiên ma thánh nữ đem đấu khí thổi phát đến mức tận cùng đem từng đạo đấu khí vận chuyển tới cực hạn oanh kích ra đánh tới từ y điện sĩ. Trong lúc lý giật, thiền bà thanh nữ cùng từ y điện sĩ động thủ, tạc mãn lý, anh vô tình cùng những thủy thủ toàn bảo vây lên hai vị hồng y tư tế, đấu khí không ngừng oanh kích đến. Lúc này, bị hai đại đấu tồn cường giả oanh kích, từ y điện sĩ cũng không dám có chút chủ quan. Loại công kích này, phương thức đơn giản nhất là hữu hiệu, hiệu nhất, mà ứng đối loại công kích này, ngoại trừ sử dụng đấu khí của mình bố kết phòng ngự hoặc là trực tiếp dùng đấu khí oanh kích trực tiếp thì cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Tự y điện sĩ cũng không có nghĩ từ bỏ phòng cự chuyển sang phản kích. Hắn nhìn ra được hai vị đấu tôn công kích khí thế kinh cười Nhưng thực lực chênh lệch nếu liều lĩnh công kích, đấu khí có thể kiên trì bao lâu. Một khi đối phương đấu khí hào hết với thủ đoạn của mình cũng không phải là dễ như trở bàn tay sao. Điểm này lý giật cũng rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hơn. Nếu như không duy trì công kích liên tục, một cái tử y điện sĩ lợi dụng đấu khí pháp tắc phản kích vậy hắn cùng thiên ma thánh nữ cơ hội thắng nửa điểm cũng không có hiện tại tối thiểu còn có một tia hy vọng liều mạng đều làm cho tử y điện sĩ không có dự đoán được là một con rồng bỗng nhiên hiện thân tấn công phía sau lưng của hắn rõ ràng khi xuất hiện một con rồng tuy chỉ là một đầu ốc long nhưng long tộc thiên phú cường đại làm tử y điện sĩ không thể không chú ý trong lúc cấp bách đánh trong một đạo đấu khí Đàm Âu Long đánh bật trở về Tứ ý điện sĩ cũng không dám nặng tay đánh chết Hắn ở tại Long Tảo nhiều ngày như vậy Hắn tự nhiên biết rõ Âu Long tại trong Long Tộc giá trị như thế nào Nếu như bị Long Tộc biết Mình đánh chết bộ đầu Âu Long Thì đấu thần điện cùng Long Tộc Xem như kết thâm cửu đại hận Nhưng lúc này Âu Long lại cũng không bình tĩnh Sau khi bị chấn đuôi về sau Lập tức kêu lên một tiếng Lần nữa điên cuồng tấn công xuống Kể từ đó tự y điện sĩ không khỏi có chút luống cuống tay chân đang muốn đối phó với hai đại đấu tôn điên cuộng công kích lại vừa muốn ra tay nhẹ nhàng thoát khỏi hoàng kim ấu long dù là tự y điện sĩ thần kinh bách chiến nhất thời cũng có cảm giác thúc thủ bộ sách mà ở chiến đoàn bên kia hai vị hồng y tư tế đã cực kỳ nguy hiểm không biết vì sao trên thuyền đối diện lại không có tiếp viện thực lực hai vị hồng y tư tế cùng anh vũ tịnh Đặc mã lý cũng chỉ ngang tay mà cùng với hơn 10 người cường giả thực lực cũng không yếu nhược, chiến đấu một lúc, có thể trào trống đến bây giờ, cũng đủ chứng minh đấu thần điện cường hãn thế nào. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành loại tình huống này. Từ y điện sĩ sắc mặt khó coi, trong đôi mắt tình quảng lóe lên, dĩ nhiên là động sát ý rồi. Lý giật, còn muốn rông dài sao? Người cũng rõ ràng kết cục, hiện tại dừng tay theo ta đi gặp tổng điện chủ đại nhân, bản điện còn có thể xin cho ngươi vài lời hữu ích. Xem ra vì tự y điển sĩ các hạ này đối với tính cách của Lý Giật còn không hiểu rõ. Nếu như hắn muốn bắt Lý Giật thì cũng không có nói loại nói nhảm này. đa tạ điện sĩ các hạ có ý tốt, bật quá, người nếu hiện tại giết ta, ta sẽ cảm kích người hơn đấy. Trong việc đáp lời, trên tay Lý Giật không chậm, đầu khi liên tục một đạo đón lấy một đạo, cùng với tiên ma thanh nữ cùng hồ cùng ứng, căn bản không để cho tự y điện sĩ nhạt hạ. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một thân thể hùng hằng nện xuống bong thuyền tạo thành một cái hố nhỏ một tên hồng y tư tế bị rơi xuống bong tàu vẫn không nhúc nhích chết sống không rõ dừng tay tự y điện sĩ một bên bạo thối mà kêu lên Liên giật cũng không có dừng tay thân hình như ảnh tùy hình lao lên bởi vì đám kia đang đắc thủ rồi ý chí chiến đấu càng tăng lên đấu khí từ trong lòng bàn tay lập tức tuôn ra coi như là các cơi hung ác bản điện hôm nay nhận bại tự y điện sĩ không thể không quan tâm đến sống chết của hai vị hồng y tư thế Hai cả hồng y tư tế chính là thuộc hạ trung thành nhất của mình. Mất đi hai vị đấu hoàng cường giả, đối với đấu thần điện mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng cùng tất cả thế lực lớn giống nhau, đấu tranh đội bộ trong đấu thần điện cũng là phi thường tàn khốc. Không thể bắt được lý giật hoặc là giết chết lý giật. Tự y điện sĩ hoàn toàn có thể giấu giếm chuyện này, có thể để sự tình hôm nay phát sinh bình thường. Nhưng mất đi phụ tá đắc lực, vị trí của hắn ở đấu thần điện có thể bỏng tay. Chỉ sợ cũng không ít người tính kế. Bởi vì lo lắng như vậy, tự y điện sĩ quyết định nhường một bước, tạm thời sẽ không tìm lý giật gây phiền toái nữa. Để cho đấu thần điện tự y điện sĩ mở miệng chịu thua, mặc kệ tình huống này là thật hay là giả, đối với tạc mạng lý, anh Vũ Tình mà nói, đều tuyệt đối là một sự kiện vinh quang. Vì vậy bọn họ đình chỉ công kích, chỉ là vây quanh hai người ở giữa. Lý giật, bản điện nhận bại, Người có không gừng tay sao? Tự y điện sĩ thật sự đã không biết tính cách của Lý Giật. Đúng vậy, Lý Giật căn bản cũng không có tính toán dừng tay. Lý Giật kiếp trước biết rõ, đánh rắn và đánh cho dập đầu. Giặc cùng đường muốn dồn sức mà đánh. Tự y điện sĩ hỏa hoãn, chẳng qua là ăn bài tốt hai vị hồng y tư tế xong, sau đó lại đến đối phó với bọn họ. Cái tính toán này, Lý Giật tuyệt đối không dễ dàng thả thứ. Giật nhi, lão già này đã chịu thua rồi, chúng ta nên nghe hắn nói như thế nào? thế mà thanh nữ cũng hiểu được nếu như dừng lại tư điện sĩ sẽ không đến tìm phiền phức là cái kết cục tốt nhất chịu thua cũng không được đánh đến giật hung ác nói cường giả quyết đấu ngoài trừ thực lực quan trọng nhất chính là khí thế một người không có nắm chắc chiến thắng làm sao có thể tìm được thắng lợi đây lý giật người rút cuộc muốn thế nào tư điện sĩ tức giận tức cực điểm dùng thân phận của mình chịu thua đối với lý giật mà nói mặt mũi cũng có tiểu tử này còn muốn cái gì? Lý giật nói, ta muốn mạng của ngươi. Lời vừa nói ra, tự y điện sĩ không khỏi cười to, giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất. Một tên đấu tôn cường giả lại muốn giết chết một tên đấu thánh cường giả. Chuyện tình hoang đường như vậy, tự y điện sĩ chẳng những là lần đầu tiên đụng phải, còn là lần đầu tiên nghe nói đến. Thấy đi giật kiều ngạo tuyên bố, chính tác mạng lý, anh vô tình, kể cả thiên mạng thánh nữ cũng hiểu ra. Nếu như đây không phải lý giật vì tranh thủ lợi ích đàm phán, vậy nhất định là váng đầu não rồi lý giật nếu như không tin tưởng từ y điện sĩ chúng ta có thể đem hai tên hồng y tư tế làm nhân chứng lưu trên thuyền tạc mã lý khuyên dụ đồng thời đưa ra đề nghị của mình vấn đề là lý giật quyết tâm muốn trù sát từ y điện sĩ loại quyết tâm này trước này lý giật vẫn không có thay đổi qua lý giật muốn giết từ y điện sĩ tự nhiên có càng thêm lo lắng như là đã dùng đấu thần điện trở mặt bị đấu thần điện đuổi giết có cơ hội diệt trừ một tên điện sĩ vì cái gì không nắm lấy cơ hội này. Nếu điều hôm nay thật có thể giết chết từ y điện sĩ, chẳng những giảm bớt một tên địch nhân cường đại mà còn suy yếu thực lực của địch nhân. Hơn nữa, có thể đối với đấu thần điện phát ra tác dụng uy hiếp. Dù sao cùng đấu thần điện, thủ hận đã sâu như vậy, căn bản không cách nào hóa giải. Giết chết từ y điện sĩ, lý đi giật đã sớm chuẩn bị từ lâu. Nhưng nghe được tác mãn lý đề nghị, Lý giật dừng một chút rồi hỏi. Điện sĩ các hạ, nếu như ta thật sự bỏ qua cho ngươi, ngươi nguyện ý đem hai tên hồng y tư tế lưu lại làm nhân chứng sao? Vấn đề này đối với tự y điện sĩ mà nói, hắn sợ dĩ chịu thua, chính là lo lắng an toàn của hai tên hồng y tư tế. Nếu như đáp ứng lưu lại hồng y tư tế làm nhân chứng, như vậy thành chính thức nhận thua. Nếu như không đáp ứng, cho dù bắt lý giật cùng thiên ma thánh nữ, tại đấu thần điện lập được công lao, nhưng lâu dài cũng không có thể đền bù tổn thất mất đi hai tên trợ thủ đắc lực này được. Lúc này tử y điện sĩ cảm thấy lo lắng, hắn chỉ có thể quyết định tạm thời thỏa hiệp, còn muốn dùng biện pháp khác cứu hồng y tư tế ra thì phải tính sau. Ta đáp ứng với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng với bản điện rằng không được thường tổn đấu thần điện hỏng y tư tế, ta muốn đưa bọn họ an toàn về đấu thần đại lục. Cái này thì ngươi yên tâm, thuyền của ngươi có thể cùng chúng ta trở về đấu thần đại lục mà. Tạc mã lý nhất thời làm ra hình dáng có thể làm sao quyết định. Lý giật, người thì sao? Nó như thế nào? Đồng ý không? Được rồi. Lý giật rốt cuộc ngừng tay, có chút thở phỉ phỏ, giống như cười mà không phải cười, khinh thường nhìn từ y điện sĩ. Nhìn thấy Lý giật dừng tay, từ y điện sĩ lúc này mới xoay người hướng hai tên hồng y tư tế đi đến. Trong lúc từ y điện sĩ xoay người, Lý giật vẻ mặt vô hại, hiện lên một tia tình quang cùng sát ý. Luồng sát ý này làm cho thiên ma thanh nữ toàn thân run lên. Sau đó rất nhanh, rõ ràng Lý Giật muốn làm gì. Lý Giật đồng ý đề nghị của tác mã Lý, chính là muốn mây hoặc tự y điện sĩ mà ngừng tay. Lúc này Lý Giật xúc thế đấu khí chuẩn bị đánh lén. Trong nháy mắt, tự y điện sĩ xoay người, chính là cơ hội tuyệt hào cho Lý Giật. Cơ hội như vậy, đối với Lý Giật mà nói, càng có giá trị hơn. Phá thiền kiếm vô thành vô tức, ré toan màn đêm. Vì thực hiện đánh lén, Lý Giật cũng không có rót đấu khí vào phá thiền kiếm dùng lực lượng siêu phẩm thần binh đối phó với một tên đấu thánh hoàn toàn không có phòng ngự vậy là đủ rồi tự y điện sĩ thực lực vượt xa đi giật điểm này không phải giả nhưng bởi vì có đấu thần điện dựa vào tự y điện sĩ một thần tùy bách chiến nhưng cùng cường giả đấu thần điện luận bàn hoặc là cùng đối phương phát sinh chiến đấu mà phần lớn tình huống chỉ cần nói ra thân phận của mình đối thủ sớm đã không còn ý chí chiến đấu thành thịt trên thớt cho mình rời tái rồi đối với lý giật mà nói tự y điện sĩ phát triển chính là hoa tươi trong nhà kính. Đối với người giàu quyệt cùng lý giật so sánh, tự y điện sĩ càng không ra gì. Tự y điện sĩ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi để đối với chính mình động sát cơ lớn đến như vậy. Lúc này phát thiên kiếm vô thành vô tức đâm thẳng tới hậu tâm của tự y điện sĩ. Khi tự y điện sĩ ý thức được nguy hiểm, tự hồ đã quá muộn. Nhưng đấu thánh cường giả, dạ, dù sao cũng là đấu thánh cường giả. Dạ. Đối mặt với nguy cơ, thân thể theo bản năng hơi nghiêng đi, cố gắng dùng đấu khí hóa giải. pha thiền kiếm đâm vào bàn tay của tự y điện sĩ, sau đó đâm vào, tự vai xuyên thấu ra. Thân thể của đấu thánh cường giả, tại trước mặt siêu phẩm thần binh, cũng chỉ là một khối đậu hũ, trong nháy mắt liền sụp đổ ngay. Tự y điện sĩ nhìn qua, tàn cốt trên cánh tay phải, quên cả đau đớn. Hắn không thể tìm được, nhìn lý giật, mỗi chữ mỗi câu tóe ra. Người dám ám sát ta, Đúng vậy, ta ám sát ngươi, thì thế nào? Không có đánh trúng trái tim tự y điện sĩ, lý giật có chút thất vọng, nhưng bất đi một cái cánh tay, đối với một người tu luyện đâu khí mà nói, cũng cơ hồ là một kích trí mạng. Bởi vì không có cánh tay, kinh mạch bị hào tổn không nói, quan trọng hơn là không cách nào vê động chỉ quyết, đầu khí không cách nào vận chuyển, đầu khí hít lại càng không cách nào thi triển ra. Lý giật tin rằng, tự y điện sĩ cũng không cách nào sử dụng dần đấu khí pháp tắc của mình. Loại tình huống này, Lý Giật cũng có lòng tin bằng vào siêu phẩm thần bình phá thiên kiếm tru sát được tự y điện sĩ. Cho nên Lý Giật thần sắc rút cuộc bắt đầu thoải mái xuống. Nhưng thoải mái cũng không phải buồn lòng. Đối phương dù sao cũng đã đấu thánh cường giả. Dạ. Lạc đa gây còn hơn là ngựa béo. Trong lúc tự y điện sĩ phẫn nộ, Lý Giật lang không đánh ra bộ trào, đem phá thiên kiếm nắm trong tay. Nếu không che dấu khí tức, đem đấu khí cực hạn rót vào trong phát thiên kiếm triển khai vân bộ lao đến bên người tự y điện sĩ mũi kiếm dùng góc độ quỷ dị đâm thẳng vào tự y điện sĩ tự y điện sĩ vừa phẫn nộ vừa sợ nộ chính là lý giật lật lọng ám toán chính mình kinh hãi cánh tay vừa bị hào tổn đấu khí lưu truyền không được thông thoái lúc này chật vật lăn một vòng dùng lại tránh né không xứng đáng với thân phận của mình tránh đi phát thiên kiếm nhưng trên kiếm vẫn làm cho tự y điện sĩ kéo lê một đạo vết máu trên lưng máu tươi chảy ra lý giật đánh ra đấu ký quang hoa đâm thẳng vào tự y điện sĩ có thể thấy được lý giật trẻ tuổi mà lạnh khốc biểu lộ thật kiên quyết không nên không nên vượt qua tất cả ý liệu của mọi người thân là nhất đại đấu thánh cường giả tự y điện sĩ sợ chết mà nói lý giật chỉ cần người không giết ta ta tuyển thệ ta giúp người đối phó với đấu thần điện không ai so với ta hiểu đấu thần điện rõ hơn. Người dùng được ta, thật sự, ta thề, ta thật sự sẽ vì người mà cống hiến. Nhìn thấy tự y điện sĩ nói năng lộn xộn, cầu xin tha thứ. Lý giật trong nội tâm vừa động, có một đấu thánh cường giả vì hiệu lực chính mình. Đây quả thật là hấp dẫn. Nhưng là tự y điện sĩ siêu cấp cường giả ở bên người. Lý giật ngủ cũng không yên. Ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Lý giật nói, quyết đoán một kiếm xuyên thấu trái tim tự y điện sĩ lúc tự y điện sĩ chưa chết lý giật cũng muốn biến một đấu thánh thành bị ảnh hồi lỗi với tình cảnh của lý giật trước mắt suy nghĩ như vậy là bình thường đúng là loại tâm tình này làm lý giật không để ý ở trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế bị ảnh hồi lỗi lúc này trong lòng bàn tay của lý giật không ngừng tuôn ra đấu ký màu đen bao vây thân thể tự y điện sĩ tàn cốt toái thịt không ngừng bay trở về cánh tay phải của tự y điện sĩ thân thể rất nhanh phục hồi như cũ nhưng tử y điện sĩ sinh khí đã không ngừng biến mất, toàn thân bắt đầu lộ ra một cỗ hơi thở lạnh như băng. Nhưng trong lòng còn lưu lại một đám khí tức. Lý giật không chút do dự, đem linh hồn của mình phong ấn vào trong tâm hồn của tự y điện sĩ. tự cùng tâm hồn tự y điện sĩ tiền đạc, chứng mình bị ảnh hồi đổi luyện chế thành công. Lý giật lúc này mới đem tự y điện sĩ thu vào trong dùng giới không gian. Lão, lão đại, người vừa mới giết tự y điện sĩ sao? Tạc mã lý trán đầy bộ hồi lạnh nói chuyện đều có vẻ lắp bắp. Tạc Mã Lý, chẳng lẽ người không có rõ ràng sao? Ta cũng không có giết từ y điện sĩ, chỉ đã thu một tiểu đệ trung thực thôi. Bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía hồng y tư tế. Nhưng giết hai tên đấu thần điện hồng y tư tế này. Không, không nên. Quả nhiên là thượng bất chính, hạ tất loạn. Có nhiều tự y điện sĩ, thủ hạ, có nhiều hồng y tư tế. Hồng y tư tế cũng là dứt khoát quỷ hối, khẩn cầu trí giật. Đáng tiếc, Lý Giật cũng không có ý niệm luyện chế hai tên hồng y tư tế thành bị ảnh hồi nỗi, trực tiếp một kiếm chém chết. Đầu khi còn hòa chiếu rọi, một thân Lý Giật máu đen, giờ phút này giống như một vị sát thần, một ác ma. Lý Giật cũng không có buồn thà hồng y tư tế, đang ngã trên vòng tộc. Đem hai đầu lâu cùng với thi thể đều ném vào trong biển rộng. Lý Giật ngừa đầu hít sông một hơi, bỗng nhiên bay lên trời. Đêm này nhất định là muốn đại khai sát giới. Lý Giật rõ ràng chỉ làm mới bắt đầu thôi từ lúc trốn khỏi đào đạo lý giật biết sẽ đi một đường đầy máu tanh bay đến chiếc thuyền đối diện phát thiên kiếm trong tay lý giật thần kiếm tăng vọt huyết sắc quang hoa bay ra sau huyết sắc quang hoa lang không chém bổ xuống một tiếng vang nặng nề vang lên thuyền lớn đã bị chém thành hai đoạn giật nhanh nghiêng sang một bên sau đó nhanh chóng chìm vào biển rộng Trước mắt nhìn trên thuyền không có một người thoát ra đều biến mất tại trong sóng biển Lý giật lúc này mới thu hồi phá thiên kiếm, trở lại trên thuyền của mình. Mà phá thiên kiếm một lần nữa trở lại cổ tay, lý giật sát khí cũng thoáng tiêu tán hầu như không còn. Hiện tại lý giật thoạt nhìn, chỉ là một thiếu niên mà thôi. Giật nhi, người giết người, có phải quá nhiều không? Mà ngay cả tiện nghi đạo đường của lý giật, thiền mà thanh nữ đều cảm thấy lo lắng nhìn lý giật. Đường à, ta không giết bọn họ, bọn họ cũng sẽ giết chúng ta, bọn họ chết đã đáng. Lý giật cũng không có cách nào không nói, không cho rằng cách làm của mình có cái gì không ổn. Giết hết những người đáng chết là chuyện thiền kinh địa nghĩa. Ít nhất, hai tên hồng y tư tế, bọn họ đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì. Thiên mà thanh nữ còn đang cố gắng thuyết phục Lý Giật. Lý Giật giải thích nói, thế nào là không có uy hiếp chứ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đám cường giả long đảo kia, kể cả long tộc, đều tìm tung tích của chúng ta. Một khi bọn họ biết được phương vị của chúng ta, sẽ có rất nhiều cường giả đi đến còn chết bọn họ chính là cứu vãn càng nhiều tính mạng đương nhiên cũng kể cả tính mạng của chúng ta cái câu giải thích này rất là hợp lý giết người diệt khẩu không lưu dấu vết là một sát thủ cơ bản lý giật đối với chuyện này có lý giải rất sâu sắc hai cái cột buồm của chiếc thuyền trong khi đánh nhau chết sống đã bị tổn thương không nhẹ nhưng cũng may tất cả cường giả cũng không nghĩ hủy hoại loại tổn thương này đối với việc tiếp tục đi cũng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng đã bị công kích cùng với lý giật giết người làm tất cả mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng Ngoài trừ lý giật tiếp tục trở lại khoang thuyền mà ngủ những người khác một đêm đều không ngủ sáng hôm sau biển trọng cũng gió êm sóng nặng lý giật rời giường trở lại bong thuyền ban đêm do vết đánh nhau đã được nước mưa tẩy rửa hết thảy trở lại bình thường sang ngày thứ tư tạm lý lộ tư chủ động tìm tới cửa tiêu ải quái nhân thần thần bí bí gõ cửa phòng của lý giật hắn thoạt nhìn có điểm tâm thần bất định chú ý nói chuyện tào lao một phen sau đó mới đi vào chính đề lão đại người và ta đều là dương thị hậu nhân thật sự dương thị hậu nhân ta tiếp xúc cũng không ít trong đó cũng không thiếu người tu luyện đến đấu tôn cường giả nhưng nếu luận năng lực chiến đấu không ai có thể cùng người so sánh đường tán dương lý giật tâm tình cũng không tệ lắm nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lý giật phán đoán về ý tứ của tạp lý lộ tư. Như thế nào, có phải là đến nói hết bí mật cho ta không? Lão đại chẳng những thực lực kình người, hơn đứa thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, ta quả thật có chút chuyện muốn nói với ngươi. Tạp lý lộ tư thần sắc có chút quỷ dị, nhìn lý giật, tự hồ đã đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Lý giật thật cũng không gấp, lặng lặng chờ đợi tạp lý lộ tư nói ra ý tứ của mình là như vậy, lão đại. Trong tay của ta có một kiện đồ vật. Ta cũng không biết nó là bảo bối gì hay là tai họa gì. Nhưng nghe nói nó có thể giúp ta khôi phục đến bộ dáng cũ, cho nên mới giữ lại đến nay. Ta vốn tính toán sau khi đến thần trí lĩnh vực, có thể có được cường giả trợ giúp. Hiện tại xem ra, lão đại ơi, với thực lực của ngươi, có thể giúp ta sử dụng nó đấy. Tạp lý lộ tư, chơi đùa với ta, ngươi còn non một chút đấy. Liên giật trong đội tâm cười thầm, tiểu ải quái nhân không biết là bảo bối hay là tai họa gì đó. Có thể là cái gì đây? Tự nhiên là phần khế ước kia. Muốn vượn tay của mình dùng hắn kế thừa khế ước đấu khí. <laughs> Tạp đi lộ tư, bản tính quả thực chính là chuyện đi giật, cầu cũng không được sao. Đi giật vô cùng chân thành hồi đáp. Chúng ta đều là dường thị hậu nhân. Tạp đi lộ tư, người còn cách khí với ta cái gì? Nếu ta có khả năng, nhất định sẽ hết sức giúp người. Cảm ơn lão đại trước nhé, ta có một đạo phong ấn, cần đấu tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa phải là dương thị tộc nhân mới có thể bài trừ. Ta nghĩ đây là thiên ý, nếu không, lão thiên làm sao cho ta kết bạn với lão đại ngươi như vậy? Rốt cuộc là cái quái gì? Trước tiên lấy ra cho ta nhìn một cái xem nào. Đến giật có chút không thể chờ đợi được, hắn muốn nhìn đấu thần khế ước một chút, rốt cuộc là một kiện đồ vật như thế nào vậy? Tạm đi lộ tư cắn răng, rốt cuộc quyết định, sau đó từng ngón chân cái gỡ xuống một cái dùng giới bởi dáng gửi của tạp lý lộ tư tại trên dùng giới đeo vào ngón chân cũng đã phù hợp mà lại an toàn hơn nhiều tạp lý lộ tư lấy dùng giới ra cầm trong tay tìm bị trả lòng một phen lúc này cũng không ngờ trong dùng giới ánh sáng ngần sắc quang bàng phát ra sau đó tạp lý lộ tư duỗi ra một ngón tay đặt ở trong miệng đem một giọt máu tươi nhỏ lại phía trên dùng giới trên dùng giới lập tức phát ra một tiếng ong ong thành âm phát ra rất thanh thúy lão đại Người xem đi, thứ này tuy thoạt nhìn dùng mạo xấu xí, nhưng ta phải bỏ một cái giá rất lớn để mà đổi đấy. Có thể để cho ta khôi phục tướng mạo anh Tuấn hay không, cũng chỉ mong chờ vào nó thôi. Một lúc lâu sau, tạm lý lộ tư mây vỗ dùng giới, từ bên trong lấy ra một vật. Vật này tròn tròn, lớn cơ hai bàn tay, dài 10cm, có điểm giống gia tộc hủy trường. Toàn thân một mảnh ngầm đen, cũng không biết là làm từ kim loại hay là ngọc bên ngoài là các loại hoa văn phức tạp và quỷ dị bao trùm lấy. Từ nơi này nhìn hoa văn khắc hết sức tình xảo, có thể thấy nó không phải là vật tầm thường. Một cô huy trường xuất hiện ở trước mặt, đi giật không cảm giác có bất kỳ năng lượng ba động nào. Đi giật thật sự nghĩ không ra, nếu nhìn đó là đấu thần khế ước, lớn cỡ hai bàn tay, làm sao có thể phong ấn một nửa đấu khí của hai vị thượng cổ cường giả đây. Đi giật tiếp nhận đấu thần khế ước, lật qua lật lại nửa ngày cũng không có cảm thấy hứng thú ném trả cho tạp lý lộ tư người có lầm không đây là gia tộc huy chương sao chỉ bằng một khối huy chương có thể làm cho người khôi phục à ta xem người điên rồi đây tuyệt đối không phải là huy chương mà tạp lý lộ tư vội vàng nói vậy nó tên là gì đối với vấn đề lý giật nói tạp lý lộ tư hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án Thứ này đây chính là thánh thạch là thánh phật chữa thương bất luận cái thường thế gì thông qua thánh thạch đều khôi phục như lúc ban đầu. Đấu thần đại dùng các loại phụ trợ tu luyện đấu khí, bình khí cường hóa, tài liệu chữa thương nhiều vô số kể. Tạm lý lộ tư nói đến thánh thạch, rốt cuộc là cái gì, lý giật cũng không biết. Nếu là thánh vật chữa thương, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác, phải là dương thị tộc nhân đấu tôn cường giả mới có thể sử dụng được. Lý giật về mặt nghi hoặc nói, Ê chà, cái này sao, ta cũng không rõ lắm. Kỳ thật vật này là truyền thừa có thể là dương thị tổ tiên sợ ngoại nhân dùng cho nên là có phong ấn trì lực nhìn tâm lý lộ từ trẻ đấp trong nội tâm lý giật cười thầm không thôi đùa dẫn cũng diễn đủ rồi lý giật quyết định không trêu chọc nữa nói tiếp à thì ra là như vậy vậy thứ này sử dụng như thế nào chắc hẳn người cũng biết chứ ừ cái này thì đơn giản người trước tiên bước ra một giọt máu tươi nhỏ vào thánh thạch là có thể có thể kích hoạt được rồi Lý giật thực lực bây giờ cũng không cần tạp lý lộ tư để rào đầm vào ngón tay, mà là trực tiếp dùng đấu khí tại đầu ngón tay bức trong một giọt máu huyết. Sự thép lời nói của tạp lý lộ tư, đi giật đem giọt máu tươi nhỏ tại phía trên đấu thần khế ước. Máu tươi rất nhanh thấm vào trong khế ước. Theo máu tươi rót vào, khế ước đột nhiên kim quang tràn đầy. Từ trong tay tạp lý lộ tư huyền phủ lên. Bên ngoài khế ước thần bí, quang ảnh hiền ngang hiện ra bốn phía. Đây là lực phong ấn người dùng đấu khí đánh vỡ nó đi. tập lý liệu tư kinh hỉ kêu lên. Xác định là thế này có phải không? Lý giật mỉm cười, trong đầu vòng vò trăm ngàn ý niệm. Đúng, đúng vậy. Một vòng đấu khí hiện hiện tại bàn tay của Lý Giật, sau đó chậm trái hướng thần bí đổ phụ bên ngoài kim quang khế ước không ngừng tuồn đến. Đấu khí cùng kim quang tương giao, Lý Giật cảm giác có một ít tin tức từ chỗ bị tầm dũng mánh vào đỏ óc của mình. Quả thực là không tệ, đây là dương cao cùng an lý sĩ đại biểu đấu thần điện đã ký kết đấu thần khế ước những tin tức kia đông đàn đội dùng khế ước cùng những điều lý giật biết cũng không có quá bất động chỉ đa điều khoản khế ước tưởng tận hơn một ít mà thôi điều khoản cuối cùng làm cho lý giật chú ý an lý sĩ cũng là người có tâm tư kín đáo tại điều khoản này làm điều khoản khế ước liên quan đến không ít tình huống mà nếu như phát sinh đợi tình huống ngoài ý muốn khế ước lập tức mất đi hiệu lực đầu kinh niêm phong tự nhiên sẽ tiêu tán. Lý giật cả kinh, dường mà thiền bị linh hồn tần sinh thay thế, xem ra đúng là phù hợp với điều khoản này. Nếu quả thật là như thế, như vậy, tạm lý liệu tư tính toán cùng kế hoạch của mình đã tàn thành bọt nước. Nhìn thấy tin tức trong khế ước tiến vào đầu óc của Lý giật, tạm lý liệu tư biết rõ giấu diếm không được nữa, vội vàng nói cảm ơn lão đại, chuyện kế tiếp ta tự mình làm là được rồi. Một mặt nói, một mặt liền chụp vào đấu thần kế ước. Chuyện cho tới bây giờ, đi giật sao có thể để cho tạp lý lộ tư thực hiện được. Mà kể trong kế ước phong ấn đấu khí có tiểu tán hay không, hắn muốn thử một lần mới biết được. Đi giật thúc giục đấu khí, nương theo kế ước phát ra quang hòa, đẩy lùi tạp lý lộ tư, đồng thời thân thể chấn động, thét lớn. Tạp lý lộ tư, đây là có chuyện gì? Ta không thoát khỏi được thánh thạch này. Nhưng thật ra, thánh thạch không thoát khỏi được lý giật mới đúng đầu khí thăm dò vào trong khí ước, Liên Giật đột nhiên cảm giác mình đi tới một thế giới kia. Đó là một không gian khác, một cái không gian vô cùng khổng lồ. Ở đó, khí tức đấu khí nồng đậm đến mức tận cùng. Cô hơi thở này giống như thiền địa nguyên khí đậm đặc gom lại vậy, cơ hồ như thực chất sền sệt. Liên Giật có thể cảm giác khí tức đấu khí đang tốc độ chậm rãi tiêu tán, nhưng nó thực sự quá mức nồng đậm. Quá trình tiêu tán rất chậm. Ý thức được điểm này, liên Giật không hề do dự tại quanh thân kết xuất một đạo đấu khí, lá chắn hùng hậu cùng với một đạo không gian giam cầm, lập tức tiến vào trạng thái tù luyện, thu nạp khí thức đấu khí thật nồng đậm. Sự tình đã rất rõ ràng, đấu thần khế ước đã mất đi hiệu lực, đấu khí phong ấn cường đại cuối cùng đã tiêu tán. Nhưng đấu khí của hai thượng cổ cường giả là tồn tại bực nào? Quá trình tự nhiên tiêu tán cũng không phải là một thời ba khắc có thể hoàn thành. Đây cũng là thiên ý nếu cũng có tạp đi lộ tư chủ động tìm đến mình Để qua 10 ngày rửa tháng đấu thần kế ước chỉ sợ cũng vô giá trị dương và thiền đột phá tủ thiền động Cũng có thời gian 7-8 ngày rồi Nếu tại trước 7-8 ngày hấp thủ cỗ đấu khí này Thì rất là hoàn mỹ Không có kết thừa kế ước đấu khí Không thể không nói Đây là một việc vô cùng tiếc nuối Tạp đi lộ tư nhìn thấy lý giật Bắt đầu thu nạp đấu khí trong kế ước Hắn cũng bất đắc dĩ một đạo đấu khí phòng cự cộng thêm một đạo không gian giam cầm không phải thực lực của hắn có khả năng đánh vỡ mà trong không gian giam cầm liên giật cảm thụ được thời khắc kỳ diệu và vui sướng đấu khí trong khế ước tổn lượng tuy đã tổn thất hơn một nửa nhưng mà trải qua qua vạn năm nhiều ít có chút tổn hào tự nhiên nhưng so sánh với tiền địa quyền khí cũng mạnh hơn ngàn vạn lần lúc này lý giật không cần rút ra luyện hóa đấu khí trong khế ước dũng mãnh tuôn vào trong kinh mạch lý giật cùng đấu khí trong thân thể lý giật tan ra làm một thể. Sau đó, thằng vào đan điền khí hải của hắn. Đan điền khí hải lý giật biến thành cực kỳ không ổn định, thực lực trong thời gian ngắn ngủi liên tục đột phá. Hải tinh, ba tinh, bốn tinh, năm tinh. Mãi cho đến cảnh giới bát tinh, đấu khí trong khí ước mới bị rút hết, cùng tiết điểm quyền khí trong tự nhiên như nhau. Lúc này lý giật hạnh phúc muốn ngất đi. Từ đấu tôn nhất tinh đến đấu tôn bát tinh, đến Giật đột phá suốt bảy tinh liệt. Nếu như dựa vào chính mình tu luyện, Lý Giật biết những cơn giả đấu thần đại lục từ đấu tôn nhất tinh tấn thăng lên bát tinh, ít nhất cũng vài thập niên. Con người tiêu tốn trăm năm thời gian cũng đã chẳng có gì là lạ. Mà chính mình rõ ràng, tại mấy giờ đồng hồ hoàn thành công việc như vậy. Đối với một người tu luyện đấu khí mà nói, còn có cái gì so với cái hạnh phúc này hơn? Chỗ tốt còn không chỉ có như vậy. Trải qua khế ước phong ấn đấu khí tại trong kinh mạch lưu chuyển đánh sâu vào. Kinh mạch của Lý Giật một lần nữa chất phát, độ dày, độ cứng cỏi làm cho Lý Giật cũng cảm thấy kinh ngạc. Cùng Lý Giật hưng phấn kích động, tâm lý lộ tư xa suốt tinh thần. Giữa các này, tiểu ải quái nhân khắc sâu cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo. Lão, lão đại, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Lý Giật thần thái vui vẻ, tâm lý lộ tư tuyệt vọng lầm bẩm nói liên giặt trên mặt nở cười mỉa mai mà nói Tạp đi liệu tư đây là có chuyện gì ta lại không có cảm giác gì cả ta cũng kỳ quái trải qua thánh thạch ta hiện tại cảm giác phi thường bài bổng về thường cũ trước kia cũng chuyện để khôi phục rồi vậy là tốt rồi thấy lão đại được chỗ tốt so với ngoại nhân thì còn tốt hơn sự thật đã bày ra ở trước mặt bất luận tạp đi đầu tư không cam lòng như thế nào cũng không có cách nào thay đổi lúc này cũng theo như lời của tiểu ải quái nhân Lý giật dù sao cũng là dương thị hậu nhân. Khi ước đấu khí, cho hắn kế thừa cũng không tiếc. Khi ước đấu khí đã tới tay, tuy không phải toàn bộ, nhưng Lý Giật cũng cảm thấy mỹ mãn. Lý Giật cũng không để ý tới tâm tình của tạp lý lộ tư, ngược lại nghiên cứu thánh thạch. Cái đồ vật này lớn cơ hai bàn tay, sau khi mất đi đấu khí phong ấn, lại một lần nữa khôi phục bộ dáng không hề sáng chói. Lý Giật đầu tiên thử đem lòng sùng thu vào trong dung giới của mình, không có vấn đề gì cả. Cái này làm vật dẫn đấu thần khế ước là có thể thu được vào dung giới. Đã có không gian lớn như vậy, Lý giận nghĩ có thể để Long Sùng chi chi bỏ vào được không? Nếu được có, thì giải quyết được một cái phiền toái không nhỏ. Lý Giật đem chi chi đi vào gian phòng, đem máu của mình tích vào vật dẫn, dùng ý niệm liên tạc. Sau đó Lý Giật, ý niệm vừa động, một cỗ hấp lực cường đại tự nhiên sinh ra. Trong lúc khoảng kim ấu Long sợ hãi, cỗ hấp lực này đã đem chi chi hút vào trong đó. Xem ra, vấn này mặc dù không phải như theo lời của tác mã lý là không gian dùng giới, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm. Hiện tại vấn đề duy nhất là không biết không gian có duy trì sinh vật, sinh tồn hay không. Một lúc sau lý giật đem một đám đấu khí thăm dò vào trong không gian, chỉ thấy hoàng kim ấu long, ngoài trừ có chút hoang mang, cũng không có cái cảm giác gì khác. Tạp lý lộ tư, người lừa gạt ta. Lý giật sắc mặt có chút không vui nhìn tạp lý lộ tư. Thế tạp lý lộ tư sợ hãi, Lý giật tính tình thô bạo, tiểu ải quái nhân đã lĩnh giáo qua rồi. Hắn là dương thị hậu nhân thì thế nào? Truyền thừa nhiều năm như vậy cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi. huống hồ Lý giật cùng dương thị ngoại tộc không có quan hệ huyết thống. Người là cái gì? Cái này không không phải là thánh thạch mà là không gian dung giới nào đó. Ta cũng không truy cứu ngươi. Mục đích lừa dối ta là cái gì? Người hãy lấy lại thánh thạch, tao lại lòng sủng cho ta đi. Tạm lý lộ tư thở phàm một cái, lý giật cũng không có phát hiện hắn cố gắng mượn tay hắn để mà thừa kế đấu thần kế ước nếu không hắn trở mặt tạp lý lộ tư thật không biết ứng phó như thế nào đi đi ta sẽ đưa cho chi chi nếu không có chuyện gì ta đi trước đây dù rào vật dẫn của đấu thần kế ước hiện tại cũng không có tác dụng không bằng thuận nước rong thuyền đưa cho lý giật thằng đến khi lý giật đi khỏi gian phòng tạp lý lộ tư mới đột nhiên giật mình một cái rõ ràng chính mình tiền mất tật mang làm sao vì lý giận không truy cứu mà chính mình như rút được gánh nặng cái còn mẹ nó chứ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây mà trong phòng nghe được tiếng bước chân tập lý lộ tư đi xa lý giận rốt cuộc nhịn không được cười lên hà hà lênh đênh trên biển buồn chán lúc này mọi người rời khỏi lòng đảo cũng đã gần một tháng ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải một số tiểu đạo thì trước mặt là biển rộng mênh mông sự thép lời của lão tửu quỷ nói lòng đảo cách thần tri lĩnh vực cũng không quá xa thuyền buồm vẫn thuận gió tốc độ cũng không chậm mà đi đâu như vậy vẫn chưa tới thần trì lĩnh vực lý giật mới đầu còn tín nhiệm tác mã lý nhưng càng chạy lại càng thấy không đúng hỏi tác mã lý tên đầu lĩnh hải tặc này đối với kinh nghiệm của mình vô cùng tự tin cũng không nói đến cái gì cả yên tâm đi bằng vào kinh nghiệm của ta chúng ta là đi đúng hướng nam đúng phương hướng của thần trì lĩnh vực rồi thì cái gì còn chưa tới chứ thần trì lĩnh vực cùng lòng đạo cách không có xa xôi như vậy. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là một nhà hàng hải, không phải là nhà chiến tri. Lý giật không nói gì, lúc này cũng không có là bàn hàng hải, ngoài trừ tiếp tục tin tưởng kinh nghiệm của tác mã lý, tự hồ cũng không lựa chọn nào khác. May mà Long Tổng cùng Đốc Thần Điện cũng không có xuất hiện, hết thảy vẫn do so êm sóng lặng. Suốt một tháng hành trình, sự kiện rốt cuộc cũng có biến hóa. Lúc này trời hoàng hôn, một thuyền viên được tác mạ lý bảo mời đi giật đến lão đại đã xảy ra chuyện rồi từ lúc tấn thăng đến bát tình đấu tôn lý giật tự tin cũng tăng vọt chuyện tình bình thường đã không kích động được hắn sau khi nhìn thấy tên thuyền viên đầu đầy bổ hôi thản nhiên nói nói đi Thế chuyện không may đã xảy ra hơn đứa sự tình cũng không nhỏ những vấn đề này cùng lý giật tự hồ quan hệ không lớn phía trước thuyền buồm có ước chừng mười hải lý có mười chiếc chiến hạm xuất hiện với tỷ lực của lý giật có thể nhìn thấy hơn mười chiến thuyền này đang điều chết chém giết lẫn nhau đi gần thêm một chút Đích giật có thể nhìn thấy rõ ràng song phường chém giết một bên chính là quân đội chính quy mặc chế phục thống nhất tiến thối cũng ngày ngắn trật tự còn bên kia giống như lính đánh thuê hoặc hải tặc một đám tướng mạo thổ lỗ ra tay hùng ác nhưng căn bản là đơn đả độc đấu tạc bản lý có ý kiến gì không có phải là quân đội đế quốc nào đó đang trấn áp các huỳnh đệ của ngươi không tạc bản lý bỏ kinh viễn vọng ra nhún vai nói ta không biết bọn họ, nếu như bọn họ là hải tặc, đều bị tên khốn là tuyết phòng kia tiêu diệt cả rồi. Bất quá những quân đội kia, ta có chút quen thuộc, chắc là hải quân đại thần đế quốc rồi. Điện giật sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này không ngờ xuất hiện hải quân của đại thần đế quốc. Hải quân của đại thần đế quốc rất ít viễn hải đi xa. Trên căn bản là tại vùng duyên hải, mấy trăm dặm hành động thôi. Nhiệm vụ chủ yếu là quét sạch đạo phỉ trên biển, bảo vệ cư dân vùng thương thuyền, vùng duyên hải. Nếu quả thật như Tăng Mạng Lý nói, những quân đội này thuộc về hải quân đại thần đế quốc, như vậy chính là lý giật canh đấu thần đại lục còn mấy trăm hải lý mà thôi. Tăng Mạng Lý, người nhìn rõ ràng không? Nói không chừng, quân đội thần trì lĩnh vực phục sức cùng đại thần đế quốc có điểm giống nào đấy. tam lý lộ tư không cầm lòng nói ra. tăng Mã lý quả nhiên lại cầm lấy kinh viễn vọng tỉ mỉ quan sát nửa ngày. Lúc này với ủy oải khẳng định hồi đáp. Đúng vậy, là chiếc quân đội này ta đã từng gặp qua hải quân của đại thần đế quốc do là kỳ tướng quân chỉ huy là kỳ tướng quân chết tiệt ta không thể không nói hắn là một thiên tài hắn cho ta ăn không ít đau khổ đấy lúc này không có gì nghi hoặc nữa hiển nhiên là tác mã lý lần nữa phạm phải sai lầm bọn họ chạy cướng đi không có chạy đến thần chi lĩnh vực mà là trực tiếp chạy đến phía đấu thần đại lục tác mã lý người để tình ngu như bò ngoại trừ chửi bới tạm đi lộ tư cũng không có biện pháp nào khác để phát tiết ta đồng ý cách nhìn của tạp lễ lộ tư. Anh vô tình cười khổ lắc đầu, tùy sắc mặt không khó coi như vậy, nhưng thất vọng thì không cách nào trẻ giấu. Không cần phải trách tác mã lý nữa, hắn đã tận lực rồi. Lý giật lại đã trải qua mạo hiểm trở lại đấu thần đại lục. Đối với Lý giật, hiểu địa lý thế giới này đại khái minh bạch. Nếu như làm ra là bàn, lại tổ chức một chi đội tàu đi thần chi lĩnh vực là một việc cũng không quá khó khăn. Lão đại, làm sao bây giờ? biết mình phạm phải sai lầm lớn, ta bản lý vẻ mặt xấu hổ, cũng không dám cãi cọ cái gì, chỉ làm ra vẻ mặt đau khổ nhìn lý giật. liên giật nhanh chóng điều chỉnh ý nghĩ, phân tích tình thế trước mặt, xem ra tổ chức một đội tàu mới, ít nhất phải ở tại đấu thần đại lục một thời gian ngắn, mà nếu muốn an toàn đứng ở đấu thần đại lục, nhận định phải che giấu tốt thân phận của mình. nhìn thấy đám hải tặc cùng quân đội của đại thần đế quốc đang đánh nhau, liên giật suy tư một chút, quyết định trợ giúp đế quốc hải quân. Nếu như có thể như vậy lẫn vào đế quốc hải quân, không thể nghi ngờ, mọi người không thể tìm được chỗ ẩn thân. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là một đoàn đội mạo hiểm thất bại, bởi vì không có tiếp tế mà không thể về đấu thần đại lục. Đều cho mình một cách nhân phận thích hợp. Hiện tại, xuất phát từ tôn kính đối với đại thần đế quốc hải quân, chúng ta đem đoàn hải tặc đánh bại. Lão đại, người quyết định động thủ với đám hải tặc này sao? Đúng, chúng ta phải lấy tín nhiệm được của đế quốc hải quân nếu như có thể ở bên trong hải quân, có thể che giấu được đấu thần điện là làn học viện cùng tứ đại ma tông truy nã. Ta hiểu rồi. Tuy trợ giúp hải quân, nhưng giữa trợ giúp cho lạc kỳ tướng quân làm cho tác mạng lý nếm qua không ít thiệt thòi. Tác bản lý có chút không quá tình nguyện, nhưng tình thế bước bách, lý do của lý giật là tốt nhất. Như vậy, bọn họ bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.